Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng chống phá dân hay dân chống phá đảng. Vào ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Ban tuyên giáo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Hội thảo rất rầm rộ, quy tụ những tai to mặt lớn trong đảng như Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Và hội thảo với đề tài tăng cường sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên trước nhiều luận điệu chống phá. Đảng luôn chống phá tiếng nói của sự thật nhưng luôn vu ngược lại. Thực ra khái niệm chống phá chỉ là quan điểm riêng của Đảng Cộng sản. Đảng quan niệm rằng Đảng luôn luôn đúng nên mọi phân tích về những khuyết tật của chế độ đều bị quy chụp là chống phá. Đã từ nhiều năm qua và có lẽ mãi cho đến khi nào Đảng còn cầm quyền, Đảng Cộng sản vẫn lĩnh cháo khái niệm rằng chống Đảng là chống đất nước. Tờ Thời báo .de và cũng những tờ báo tự do khác là những truyền thông tự do không bị kiểm soát bởi thế lực chính trị nào. Các báo chí hải ngoại tự do này viết trên tinh thần tự do ngôn luận và tự do báo chí mà các nước văn minh, trong đó có Đức, đã cổ suý. Nhiệm vụ của báo chí là nói lên sự thật, chứ không phải che đậy nó. Người dân Việt Nam cần được biết sự thật, và đó là quyền của họ. Truyền thông tự do làm tin dựa trên sự kiện mà chính Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra. Cho nên, khi chính Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra một sự kiện, thì với nhiệm vụ của một tờ báo, truyền thông tự do luôn đưa tin và có cả phân tích, bình luận. Mức độ đánh giá và giá trị của tin tức và mức độ chất lượng của một bài phân tích là do khán thính giả tự đưa ra. Hiện tại, Thời báo .de phát tin trên các trang web như YouTube và Facebook, Twitter và các phương tiện truyền thông mạng xã hội khác. Bản chất ăn của dân không chừa thứ gì, nhưng người dân lên tiếng thì lại vu là chống phá. Có một thực tế là truyền thông tự do bị những thế lực giấu mặt như lực lượng 47 của Quân đội Nhân dân Việt Nam với số lượng lên đến hàng vạn người và lực lượng dư luận viên đánh phá. Mục đích của họ là làm giảm tương tác kênh của Thời báo .de và các kênh tự do, và thậm chí là đánh cho mất trang nếu có thể. Điều đáng nói nhất là họ đã dùng kỹ thuật đánh phá, trong khi Thời báo .de và truyền thông tự do không hề đánh phá lại theo cách như vậy. Đánh như vậy người Việt Nam gọi là đánh dưới thắt lưng và trời bật. Truyền thông tự do soi vào những mặt tối của chế độ mà Đảng Cộng sản muốn giấu trước dần. Nếu Đảng Cộng sản có thực tâm muốn tốt lên thì họ đã lo sửa mình bằng cách sửa lỗi của chế độ, loại bỏ lãnh đạo bất tài, mở rộng tự do và dân chủ. Nhưng không, họ không bao giờ làm như thế. Họ dùng bộ máy tuyên truyền để mà che đậy khuyết tật và khuyết điểm của mình, và dùng đội ngũ đánh phá dưới thắt lưng. Với truyền thông tự do là những tờ báo có bảo vệ, có bảo mật mà vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Những người dùng Facebook cá nhân để viết lên những điều tai nghe mắt thấy xảy ra hàng ngày bên trong chế độ mà lại liên tục bị lực lượng đánh dưới thắt lưng đánh phá, thì họ khó chống đỡ và rất khó khăn. Nhiều Facebook cá nhân đã bị mất, thậm chí Đảng Cộng sản còn xua công an bắt người, trừng phạt họ bằng những bản án bỏ túi nhiều năm tù. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đốt củi mãi mà không hết, chứng tỏ mức độ phàm ăn của Đảng là vô biên. Ngày nay ai cũng hiểu là công dân Việt Nam hoặc là im lặng trước bất công và tiêu cực của chế độ, hoặc là phải chấp nhận ngồi tù. Cả bộ máy tuyên giáo chống dân chưa đủ, Đảng còn huy động hàng vạn dư luận viên, hàng vạn người thuộc lực lượng 47 và dùng cả công an cho việc bịt miệng dân. Với cách làm như vậy thì thật ra Đảng đang chống phá dân hay dân chống phá Đảng đây? Căn bệnh của đất nước luôn xuất phát từ căn bệnh của chính quyền. Việt Nam là quốc gia có thiên nhiên ưu đãi, có tài nguyên phong phú, có nguồn nhân lực dồi dào. Tuy nhiên, bao năm nay, Đảng Cộng sản cầm quyền, đất nước này tan hoang. Người dân phải bỏ xứ ra đi kiếm sống. Điều đáng sợ nhất là con người, nhân tố làm nên dân khí quốc gia, nhưng không còn năng lượng để tích cực nữa. Từ thượng tầng chính trị đến môi trường xã hội đều nát. Với đất nước như vậy, rất cần nhiều tiếng nói vì sự thật. Tuy nhiên, khi tiếng nói vì sự thật cất lên là bị Đảng Cộng sản Việt Nam chụp cho cái mũ là chống phá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đảng chống phá dân hay dân chống phá đảng. VinPearl của Phạm Nhật Vượng bắt tay cùng Techcombank của Hồng Anh
lùa gà, vặt lồng. Mới đây, Thời báo chấm đê đã nhận được một lá đơn của một số nạn nhân thuộc các dự án của Vinpearl tại Nha Trang và Đà Nẵng, phản ánh về trường hợp họ bị liên minh Techcombank và các chủ đầu tư dự án Vinpearl như Vinpearl tại Nha Trang và tại Đà Nẵng. Những nạn nhân này phản ánh như sau: gần 3.000 chủ sở hữu của Vinpearl khắp từ Bắc, Trung, Nam đang đấu tranh đòi Vinpearl phải trả lại nhà và căn hộ cho họ. Vì nhiều năm nay, Vinpearl đã lấy nhà của họ cho thuê với giá 0 đồng. Theo như Vinpearl thông báo với nạn nhân, trong 2 năm qua, nghĩa là khách hàng mua nhà thanh toán tiền cho Vinpearl nhưng không sở hữu nhà mà nhà đấy đã bị Vinpearl dùng để cho thuê nhưng giá thuê lại là 0 đồng. Đấy không phải là chiếm dụng nhà của khách hàng thì là chiêu gì đây? Dân oan của dự án Vinpearl. Khi dự án Vinpearl hình thành, ngân hàng Techcombank đứng ra cho khách hàng vay tiền để mua nhà. Tuy nhiên, khách hàng mua nhà đến nay đã 6 năm nhưng họ vẫn không được cấp sổ đỏ, mà Vin thì không trả lại tiền như họ đã cam kết. Thực ra, tiền của Techcombank cho dân vay mua nhà không hề rót vào tay người dân mà chuyển thẳng cho Vinpearl. Như vậy là, trên danh nghĩa, người dân đã mua nhà nhưng không giữ nhà, không giữ sổ, trong khi ngân hàng thì cứ dí sát gáy. Với cách làm này của Vin, khi người dân không chịu nổi áp lực trả lãi vay ngân hàng, thì người dân sẽ bán lại cho Vin và Vin tiếp tục thương vụ tương tự. Có như vậy, hết lớp người này đến lớp người khác sẽ bị dính bẫy và phải nai lưng ra làm việc để đóng tiền lời cho Techcombank. Trong mối liên kết này, Hồ Hùng Anh móc túi khách hàng dưới lãi suất ngân hàng, Vin thì bán được hàng thu tiền nhưng lại giữ nhà của khách hàng trong tay mình, để ép họ phải bán lúa non vì không chịu nổi áp lực lãi suất. Cuối cùng chỉ có khách hàng của Vin là chịu mất mát, còn hai đại gia thì tiền vào đầy túi. Ông Phạm Nhật Vượng đang lùa gà vặt lông ở các dự án Vinpearl. Hiện nay hàng ngàn nạn nhân đang kêu cứu nhưng không một cơ quan chức năng nào vào cuộc cả. Điều này cho thấy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng về phía liên minh Techcombank Vinpearl. Và hiện nay, Vingroup đang đói vốn, họ đang tìm cách chiếm dụng vốn từ những nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin. Nợ của Vingroup đã lên đến 285% so với vốn chủ sở hữu, và con số này tăng lên không ngừng. Ông Phạm Nhật Vượng lập ra công ty VMI cũng là để móc túi nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ông dụ dỗ bán nhà được với hình thành trong tương lai cho những người này. Nhà đầu tư đưa tiền cho VMI và chỉ nhận lại một tờ giấy. Hàng hóa đã được ông Vượng bán để thu tiền, nhưng hàng thì vẫn giữ trong tay ông Vượng. Đây là hình thức chiếm dụng vốn của khách hàng. Và xem ra, đây là cách chiếm dụng vốn phổ biến mà ông Vượng đang thực hiện với quy mô rất lớn. Hiện cơ quan nhà nước vẫn đang im lặng để mặc cho ông Phạm Nhật Vượng tung hoành. Nền kinh tế đang khó khăn nên cả xã hội đều gặp khó, trong đó Vingroup và Techcombank cũng trong tình cảnh tương tự. Tuy nhiên, dù khó khăn thì người dân cũng không làm hại người khác để mà chiếm dụng vốn, nhưng hai vị đại gia này lại làm như thế, và họ đang đổ hết rủi ro của họ lên đầu những người thấp cổ bé họng. Ông Hồ Hùng Anh, ông chủ của Techcombank. Có người nhận xét rằng người dân Việt Nam cứ nghĩ những đại gia như tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng và Hồ Hùng Anh vì quá giàu nên họ sẽ giữ uy tín, không có chuyện lừa đảo. Nghĩ thế là hoàn toàn sai lầm. Chính họ đã tồn tại và lớn mạnh trong xã hội cộng sản. Nếu họ không gian, không thủ đoạn, không thâm hiểm thì họ đã không giàu đến thế. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các tỷ phú đô la của Việt Nam phần nhiều là các tỷ phú trở về từ Đông Âu. Vụ án Việt Kiều Tây Âu Trịnh Vĩnh Bình là một minh chứng. Những doanh nhân làm ăn tử tế từ các nước phương Tây thường không thể tồn tại hoặc không thể lớn mạnh trong môi trường cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vinpearl của Phạm Nhật Vượng bắt tay Techcombank của Hồ Hùng Anh lùa gà vặt lông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đê.